Subscribe to Dad at A2. He should be coming out soon. I'm waiting on the floor like a hobo. Oh, come on. Oh, I'm bold, Jalau Ham. Oh, I was waiting for my dad, but he was already picked up. And video. Hi. Pretty flowers. Come on, you. Yeah. What? Oh, okay. Long time ago, Lam không có cái đó. Nó làm. How many times have you been to the... Nhưng mà mới lần thứ hai em mới về Việt Nam lần thứ hai chủ nhật. Going over the new bridge. Đi chơi đâu vẫn thì tôi được ở cái tháng 10, tháng 11. À và trên toàn thế giới đi đến. Và tháng 3, tháng 4 cũng đẹp lắm. Và còn những tháng 4 hoặc là tháng 10 chủ nhật. Tháng 4, tháng 10. Went here 2002, 14 years ago. Đi đâu vẫn. Everything looks so different. Rất rẻ hơn nữa. Và vì nó là off season. Không phải là cái hè mà đi mà đắt nhá. Bởi vì bố mẹ Mỹ hay là tất cả mọi nơi chưa. Về Hà Nội em phải qua cầu Thăng Long. Đây gọi là cầu Nhật Tân. Nhật Tân. Nhật Tân. It's only 2 years old. This bridge. Yeah. Continuation of the bridge. Look at the architecture of that. Beautiful. Và làm giống nhau. Và nó hội nhập. Very modern. Công nghệ nó phải... It's been like at least 15 minutes, 15 phút phải không? Mình đi bridge á. Đi lâu quá thì không biết. Ờ, mấy phút. Bao nhiêu phút nhỉ? 15 phút thôi. Ờ, 15 minutes. The bridge, still the bridge. It's a long bridge. Oh, look how beautiful that is. We're going accurate soon. Mình bài bác không? Cái này là ai design nhỉ? Người Việt hay người? Bài Japanese. Oh, Japanese. So Japanese... architecture designed this bridge. Đẹp quá ha. Rồi to đấy, bắt đầu đấy. Oh wow. Dành nhiều cho tình cảm cho Đảng Dân chủ. Chỗ bà Clinton đấy. So like bây giờ mới là cầu đấy. Oh this, oh wow. Cầu đẹp quá ha. Đêm thì còn đó. I just said so pretty. To quá cột đèn. Đây là sông Hồng đấy. Dưới là sông Hồng đấy. Oh look at the river. Red river. Red? Màu đỏ hả? Red River. Oh, đẹp quá. The then cháu cầm áo khoác chú đấy ạ. Vâng. Then River là gì vậy? Cái đó là cái River. Then Bridge là gì vậy? Washington đó. The name of the bridge. Nhật Tân Bridge. Oh, Nhật Tân Bridge. Áo giả. My, no one understands my Vietnamese. Mặc cái áo đó phía trong còn mặc underwear, tất môn underwear đã được đi. Dạ, thế ạ, vâng. Oh, the city's coming up, phải không? Hanoi City. Ooh, it's so big. You can see the river. I don't know if you can see that.
It's arriving in downtown Hanoi. Yeah. Lots of buildings. Từ quê mình à, từ Hà Nội về quê mình bao nhiêu cây số? À dạ, 60 cây thôi. A different view of the bridge. It's red on this side. The arches. So if, I guess if you go the other side, it's red. Different. Hay lắm. Đúng như văn sĩ Việt Nam họ viết. Dạ vâng, đúng rồi. Cái ông mà đi làm ở trong hãng nó là động cái này trở thành đúng như rồi, khác, khác nhau. Hay. Giống cháu á, nói Việt Nam á, nói very simple, không nói nhắm higher level. Giống đi học á, không biết nói cái đó. Hiểu một chút á, mà không biết nói. Biết nói ăn thôi, hay ngủ hay không. Không biết nói higher level. Thì người đến Việt Hà Nội rồi. Ở Hà Nội. Chú có một đứa cháu ngoại, nó 11 tuổi, cái thằng Ryan Christian. Đây là khu vực gần Hồ Tây. Dĩ nhiên là tiếng Anh thì nó nói rất hay ha. Nó nói được tiếng Đại Hàn và nó viết được. Ôi thế ạ? Đúng rồi. Bố nó Đại Hàn. Nhưng bố nó nói được thôi mà không viết được. Nó viết được và đọc được. Nó có thể đọc được tiếng Nhật. Và bây giờ nó thích học tiếng Việt Nam và tiếng Tàu. Tất nhiên là nó có tự trong con người của nó. Hình như nó giỏi, nó có cái tài. Tức là có cái năng khiếu ạ. Nó có năng khiếu về cái đọc. Đọc một cái là hiểu. Cháu ấy ông ấy là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nó 11 tuổi. Ôi thích nhỉ. Mà biết được 4 năm ngôn ngữ ngoại ngữ rồi. Mà lại biết viết đấy chứ. Biết viết nữa. Đọc được. Cái tiếng Đại Hàn khó nhá. Tiếng Hàn khó lắm ạ. Tiếng Đại Hàn là phải không hiểu cái tiếng Hán đó. Bởi vì cái tiếng Đại Hàn nó giống như là cái tiếng Việt của mình hồi xưa đó. Chữ tiếng Nôm. Mình phải học chữ Hán rồi mới chuyển qua Đại Hàn tiếng Nôm. This is Thảo. Yeah, Thảo. Thảo. Em Thảo. Yeah. Cái này cô. Chị Minh. Chị Minh. Sister. Oh, hai người sisters hả? Oh, không biết. Relation. Oh, cháu là cháu. Oh, cháu. Chị Minh. Sister. Chị Minh. Còn đây cháu Thảo. Đào. Đào. Là không phải cái đời nó không phải là 80 năm, 90 năm đâu. Mà nó là 100 đến 120 năm. No. Bởi vì lâu quá. Bây giờ ở bên Mỹ bây giờ cái thế hệ của đàn anh của chú tất nhiên là sinh năm 1930 35 mà họ vẫn còn khỏe mạnh. Mà only some people bố, some không, people. Dĩ nhiên là có những bị người đau. Chứ, có những cá nhân vẫn đi chứ. Lots of shopping. Oh, we're gonna go eat fish. Yummy. This is so exciting. We're with our my second cousin. We're gonna eat yummy fish. Last time I could not eat because I had food poisoning. So I was hungry. Yummy. Chào mọi người. Dạ. Oh, okay. We get John. We get eat fish. John. This fish. This is really good. Oh. Fish Is there mắm? Em ơi. Fish sauce. Nước mắm. Oh, nước mắm à? Yeah. They don't have mắm nha. Fish, no, fish sauce. Oh, okay. I get it, yeah. Oh, different things. Yeah. Ooh, look at John. Ooh. I forget the name of this. I forgot the name, Jack Gat. Yeah. Yeah, Jack Gat. Because we need a lot of Gat, no? Yes. So I get them confused. Yes. It's gonna be the chopstick scare. So delicious. Still eating. Gat? Phải uống bia?
No, I had to ask for beer with the fish. Come on. Oh, okay. Oh, it's still on. You push this to turn it off. Yeah. So I'm eating the fish, and we ask for beer. Yeah. Video. Oh, this is so good. And explain. Ming. Hi. You can smile. Security. Second cousin. Second cousin. I'm still eating. Yeah. Mm, it's so good. With the peppers. Yes. The way I hold chopsticks. No, 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 no. And the beer is here. Yes. Yeah. Nhưng mà lái xe thì rô không uống. Uống một tí thôi. Một chút xíu thôi. Một chán. Uống một tí này. Góp, 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 góp. Một chút xíu thôi. Okay. Are you gonna drink one? No. Okay. Oh, cheers. Okay. Một tí. Yeah. Oh, cheers, bố. Bố, cheers. Mình cầm Việt Nam cạnh ly. Cạnh ly. Cạnh ly, that means cheers in Vietnamese. Still eating. We're almost done. We're... It's so good. Việt Nam thì chúng có dùng sữa ngoài không? Chúng có xin điện thoại để dùng chưa ạ? We ate everything. Real flowers. Yellow roses. Real. Go ngay shopping. The streets of Hanoi. Downtown Hanoi. My second cousins. Four sisters. See the bustle and hustle, hustle and bustle of town life. Very casual. And they said they're gonna take me shopping for a bra and ao yai, traditional dress, tomorrow. It'll be fun. Oh. Đi mùng 2 nha. Con nhớ hôm nay là mới có ngày 22 con. Oh, okay. Lại check ra Hàn Quốc đấy ạ. Cháu Thảo năm nay bao nhiêu giờ tuổi rồi? Cháu hôm nay là 22 ạ. Oh, 22. Nhòm trẻ hơn. Cháu cũng mới ra trường, không cần giàu sang gì đâu. Đúng nhưng rồi. Mà mới là phải giàu một chút, phải có tiền ăn. Ủa, phải có đi chơi một chút. Dạ vâng. Đi chơi nhiều. Không giàu nhưng mà có mà phải có cái ý hướng. Dạ vâng. Làm ra, phải có cái năng lực làm ra. Dạ vâng. Có nhiều người lười quá, không phải làm. Phải làm. Mấy cái này cho Christmas. Người Việt Nam đâu có celebrate Thanksgiving đâu. Có celebrate bây Thanksgiving. Bright and colorful. Buildings. In downtown Hanoi. Thằng quay, thằng lừa. Lên một tẹo nó, lên một tẹo. Lên một tẹo đó xong rồi lại rẽ. Rẽ trái đi. Đúng một chiều. Lại đây cũng khó ha. Rồi, khó đấy. Đến chỗ ngã tư thì là rẽ trái ấy. Trái á? Vâng. Mày Đồng Xuân không? Đồng Xuân đúng rồi. Or place of residence. Chút xíu gặp nhau nha. Đi tắm cho sạch sẽ. Cảm ơn. Chú đâu? Oh, that's cute.
làm picture em với bố ngồi đây không đi tắm cái đó. Ok, mời các bấm.